Dạ, công sai Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Tiếp tục mình lên đến mới ha, cây mới cho cô chú mình xem chỗ Minh Tâm An Giang ha. Rồi đã mất thời gian làm clip ha cô chú anh chị bạn. Rồi chào chị. Rồi chào cây công sai Cần Thơ, kính chào cô chú anh chị ha. Thì cũng cảm ơn chú anh chị mình đã ủng hộ mấy clip vừa qua nha cô chú anh chị. Thì hôm nay con có lên cái lô mai là mai chào 7 nha. Em thường chậu được 1 năm rồi ha. Thì em lên 20 cây mai chào 7. Rồi em vô mã tiếp theo luôn nha cô chú anh chị. Rồi em chào chị cao luôn. Số điện thoại của ba em là 0987 194909 nha cô chú anh chị. Và số Zalo của em luôn ha. Còn vườn em ở trong thành Hậu Giang nha. Đây có cái bồn gió ha. Đây, 4, nhiều 6, cánh 8 9 cánh. Rồi, 9 cánh luôn các bạn. Một bự. 9 cánh. Để chiều cái nó tấp tấp này. Tấp tấp. Rồi chiều cao luôn. Cái này cũng một cái chín nha cô chú anh chị. Cao mấy chín. Dạ. Nó cái này cũng toàn nhiều quá. Không nhiều ha. Cái này 2m2 nha. Đúng, ok. Rồi quay giọng mình cho nó quạnh luôn. Chi tàn là ok luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đều. Một cốt. Rồi cho quạnh luôn. Nụ đầu cây đều chứ. Vị trí này là 27 yếu nha cô chú anh chị. Rồi, 26 rưỡi. Dạ. 27 luôn. 27, dạ. Xuống đây sát 27. Dạ. Rồi giá luôn vậy. Rồi, cây mã số 36. 36 này em giao lưu với chú là 5 triệu luôn ha. Đó, em bảo ship 200 cây số luôn. Rồi, 5 triệu cây số, dạ. 36. Rồi, phép đổi cây hiếu chú như vậy. Nút nụ rất là nhiều nha. Đồng vàng chất lượng luôn. Rồi, phép đổi cây. Dạ. Theo nha, cũng chị. Số 37 ha. Cây số 37. Để em đo tới ngang lên. Cao cao. Cái này có 21 ha. Rồi, trái ngang luôn. Nhìn cho nụ nha. Ồ, nụ. Rồi, trái ngang là 2m1 luôn. Nụ đều cây hết á. Trái ngang 2m1, chiều cao là 2m1 luôn ha. Đủ quá trời đều cây luôn. Bên đây nó có cái vòng gió á. 37 cánh này ha. Ồ, cánh khích không? Cánh khích. Đẹp ha. Dạ. Ủa cây này ok lắm nha, tôi chỉ cần nụ điều cây này trong đây cũng có chứ không phải ngoài luôn. Chất lượng ha. Quá xe nụ. Đâu chi tàn là khó chơi luôn nha cô chú chị, khó đế luôn ha. Chi tàn là kẹo luôn. Có cái đây nó quay quái. Rồi, chờ thông số luôn. Đây 24 vành nha cô chú anh chị. 24 vành. 24 vành. Rồi giá luôn, cây số 37. Dạ, rồi cây mã số 37 này con cho lưu với cô chú anh chị là 4 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Rồi con đổi cây luôn. Dạ, em đổi cây cho chú anh chị các bạn. Dục lên màu đất luôn nghe luôn. Rồi tiếp theo nha cô chú anh chị, số 38 nha. Cây 38 tại Cần Giò. Rồi, chiều cao là khoảng 2m nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 2m. Này xương đều ha. Ồ, nút nụ quá trời luôn. Nụ chất lượng luôn. Rồi tới ngang là 2m1 luôn. Nụ ok nha. Điều cây ha, nụ điều cây nha các bạn. Có đế luôn. Cành lực luôn. Để nó nở. Dạ. Quay quái. Xù nách luôn. Đếm đo luôn. Bé xù. Cầm thắng là 26 vành. Cậu vành 26. 26 vành. Ngày xương nó đều. To bự bự lực luôn. Rồi cái mã số 38 này con Zalo với cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi luôn ha. Bao ship 200 cây số luôn. Xa hơn 200 cây số là lượng với ba em nha cô chú chị. Cậu phép nổ cây cô chú gì vậy? Tiếp theo luôn nha cô chú anh chị. Mã số 39 ha. Tàn Cần Giò lùng lực luôn. Ngọt hồ cái tàn nó sẽ kiểu dáng như cái mai 2 tỷ ngày xưa có tàn bự xè. Rồi chiều cao là 1m8 ha. Chiều cao 1m8. Rồi cái ngang luôn. Để chú coi nụ cho thấy ghiền. Thấy nụ cái này dầm dầm mà. Má chè nụ của chú như vậy nè. Chị chết luôn ha. Mình đè xuống thôi khỏi cần dở lên.
Cái ngang này là 2m3 nha cô chú chị. Ồ, nó này to luôn. Đâu điều cây. Dưới đây. Điều cây nha. Như đây cũng vậy luôn ha bạn. Đó. Dạ, số 39. Góc thù với me luôn. Một cốt thẳng băng, chỉ cần rất là đều. Cái này thì cần đều luôn. Rồi cho sinh hoành luôn. Đâu hoành luôn. Cần 25 hoành. Rồi hoành 25. Dạ, 25 hoành. Rồi giá luôn. Rồi. Cái mã số 39 nè. 39 này còn cho lô dưới chúng chị là 4,5 triệu luôn ha. Còn bật ship 200 số luôn. Dạ rồi, phép đỡ cây. Cô chú nghĩ cái nào này tiếp cho Minh Tâm nha. Yeah. Rồi tiếp theo mã số 40 nha cô chú anh chị. Cây 40. Một cốt thẳng. Chiều cao là 2,5 m nha. Cao 2,5 m. Cái ngang 2m á. Bằng đó. Cái ngang 2m1. Cái ngang 2m1. Hơn 2m xíu, 2m1, 2m thôi. Rồi, cho 2m luôn. Nụ có điều điều cây nha. Các bạn có nụ này. Oh, nụ nè. Nụ. Nụ điều cây ha. Đó, nó. Một cốt thẳng. Anh đi để nở có cũ luôn. Có cũ nó bự bự nè. Gốc nở nở. Đó, một cốt rất đọt luôn ha. Rồi, cho hoành luôn. 27 hoành. Rồi, 27 quanh đâu cái cũ luôn. Cái lú lú lên đâu hả? Cũ là 37 á. Cũ 37. Dạ. Rồi cho giá luôn. Rồi, cái số 40. 40 này có lô dưới chúng chị là 4,5 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Rồi, phép đổi cây với chú. Tiếp luôn vậy. Rồi, tiếp theo mã số 41 nha các chú chị. Cây 41. Dạ. Mà quay nó bị nghiêng cái gì? Kéo mà quay lại cái này nè, hay nghiêng quá đó. Chứ đây chỗ nghiêng. Cây nghiêng đi. Cây nghiêng. Do trồng một cây nghiêng xíu ha. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao là khoảng 2m2 nha các chú chị. Chiều cao nhiêu chị? 2m2. 2m2. Chiều cao. Rồi tới ngang là 2m luôn. Cao 2m2 tới ngang là 2m ha. Đủ điều cây nha các chú bạn. Nó bị che rồi ha. Nên tên là có nè. Điều cây là nở nở nó cũng gỗ chứ. Đây lá che lại. Là hết thử nguyên chùm này là biết liền. Nụ nhóc chứ. Điều ha. Đi cành điều, một cốt hơi lắc nhẹ ở đây kình kẹo luôn. Cái này em trồng phải nghiêng nha. Để giờ để nở này mà mình sửa lại được nha cô chú chị. Nhóm cái bầu lên. Rồi cho nó sớm. Để đo luôn. Người nào về tải đất nhộng lên trời cười lắm, cây nó thấp thế này nè. Rồi quanh thân 27 quanh. Dạ, yeah, quanh 27. Dạ, yeah, 27 quanh. Chỉ cần điều thôi do cái nghiêng nó bị sửa lại là thẳng bằng luôn chứ mà. Rồi giá luôn chứ. Rồi cái mã số 4341 này con lô dưới chúng chị là 4,5 triệu luôn ha. Rồi cây số 41 4,5 triệu. Rồi, còn đổi cây luôn. Rồi tiếp luôn chứ. Rồi tiếp theo mã số 42 nha chúng chị. Cái này tàn lạc lắm nha. Tàn tròn bự nè. Tàn do. Đến đo luôn. Rồi chiều cao khoảng 1m6 ha. Chiều cao 1m6. Dạ. Tàn quá tròn. Tàn ổn luôn. Rồi tới ngang luôn. Rồi tới ngang là 2m luôn. Nụ đầy được. Ngang 2m. Dạ. Nụ đều ha. Nè. Quá trời nụ. Thầu dạch nè. Ồ nụ. Nụ cũng chi chít hết trơn rồi chứ bạn. Điều hết trơn. Đá nó che lại chưa? Này có đế luôn nha cô chú anh chị. Điều lắm nha. Ồ cái đế này điều. Dạ, đế điều. Đế điều luôn. Đế là như 24 giờ luôn ha. Điều lắm nha. Đúng rồi. Điểm ra luôn. Cốt. Cốt này là thẳng. Chỉ cần điều. Dạ. Quanh thân là 27 quanh. Rồi quanh 27. Dạ 27 quanh.
Rồi mã số 42 này con Zalo dưới của chúng chị là 4 triệu luôn ha. Mã số 42, 4 triệu. Con bao ship 200 cây số luôn. Còn xa hơn thì lưu lượng với ba em nha cô chú chị. Chứ em 1 200 nghìn tiền dầu ha. Rồi, phải đổi cây luôn cô chú chị. Đổi cây luôn. Mã số 43 cây nha. Số 43. Đủ thì đủ là sao? Okay. Cũng chi chích luôn, kẹo. Để đẹp ha, để quấy quấy. Một cốt cái cành hết móc thấy đều. Nụ như mình thấy chi chích luôn. Quá trời luôn, cô chú gì bạn ơi. Kẹo chứ, kẹo. Tới ngày là chi chích luôn. Có khoảng 2 mét nha cô chú chị. Này hơn chân gít mà đều ha, to đều. Tới ngang là 2 mét. Quá trời luôn ha, thấy nè. Năm nụ. Quá xá luôn. Cái này nó ok. Thế đây ha. Tặng nó giống như là siêu nụ luôn. Đó. Quá trời luôn á. Cái này. Ôi ôi nụ. Nụ nó vàng đó, nó vàng thật luôn, đỏ ao luôn. Cục 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 không nha. Ôi quá trời cái này. Chỗ nào điều cây nha cô chú bạn, chứ không phải chỗ nha. Quá xá luôn rồi. Đến đó luôn. Một cốc chỉ cành điều luôn. Đây là 26 ha. 26, lọc cây cũ rồi. Cũ này ba mấy đây? Cũ 37. 37? Dạ, cũ 37. Cây cũ nè, quái luôn. Một cốt thẳng, cốt này thẳng nè, chỉ cành điều. Nụ đây, nhánh này hết hồn. Đúng rồi. Ôi rồi. Ồ nhìn thấy ghiền quá nghe chú nha bạn. Này giống như là cặn siêu nụ xem. Thì một nách nó ra bao 3-4 nụ này ha. Một nách ra 4 nụ này. Cái à trời. Rồi giá luôn với cây 3-4-3. Rồi, rồi cái mã số 43 này con lưu giúp chú cô chú chị là 4 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi con đổi cây luôn ha. Yeah. Rồi tiếp theo luôn nha cô chú chị. Số 44 ha. Cây số 44. Dạ. Cốt. Thì cành này mình cái điều kẹo luôn. Điều ghen ha. Để nó lầu lên kìa. Liệt đều luôn. À, cao 2 mét ha. Tàn nó cũng ấm cũng cứng kính như chứ mà. Chịu cao 2 mét. Nụ cái này cũng ok lắm ha. Đúng rồi, nụ được, nó lá luôn. Nụ khá là nhiều ha. Rồi tới ngang là 2 mét mốc luôn. Nụ khá là nhiều. Nụ 2 mét mốc luôn nha, có chút kìa. Rồi. Dạch dạch dạch. Tiếp bị chia lại. Chia nhiều. Đó, nó chia. Này nè. Lá nó chia lại ha. Đó, đúng rồi đó. Dạch lên gì là cái trò nó điều chứ. Điều cây ha. Để nó đế luôn nha cô chú anh chị. Để nó lầu lên điều nha. Để em đo thôi. Quạt thăng 25 quạt. 25 quạt. Dạ 25 quạt thăng. Này có đế ok lắm nha. Để điều điều. Cốt chia cành điều. Rồi giá luôn. Rồi cái số 43 này con lưu với cái chú chị là 4 triệu luôn nha. Con bao ship 200 cây số luôn ha. Rồi phép đổi cây của chú. Đổi cây luôn. Rồi, tiếp luôn gì vậy? Rồi tiếp theo nha con chú chị. Cái mã số 45 à. Cây số 45 ha. Đàn tròn một cốt thẳng đế lực. Tàn kính điều dạ. Luôn. Cao, rồi, cái này cao 2 mét nha cô chú chị. Cao 2 mét. Quá trời cái tàn luôn. Một cốt thẳng luôn. Nhạc xương đều. Chắc là lực chưa? Tăng ngang. Tăng ngang là khoảng 2 mét 3 nha cô chú chị. Quá trời đẹp. Rồi, xuống mình rồi, ổn cái đế này. Cái này cái hoành bự ha. Có đế luôn. Đế này lực bự nha. Để em đo cái đi. Cái này bự lắm. Quanh 27 quanh. 27 quanh nữa chứ mà. Ủa nó cũng cục chứ đây ha. Cục chứ đây là bự lắm. 32 nè. 32. Cũ. Cũ này là 40. Cũ 40. 40. Lúc nụ có điều ha. Rồi giá luôn vậy. Rồi số 45 này con lưu dưới của chúng chị là 5 triệu ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Đủ điều điều cây. Số hỏi ba là 0987 194 99 ha. Rồi phép đổi cây hay xuống như bạn. Rồi đổi cây luôn.
Ok, cây số 46 của chúng 46 nha các chú anh chị. Tàn của trần do. Dạ, muốn là 46 nó giống giống nha các bạn. Tàn thông ha. Cái này thì tàn thông mà nó tàn hơi bự xíu. Tàn đá. Xe, tàn xe. 46 luôn. Rồi, tới ngang là khoảng 2m2 nha các chú anh chị. Ngang 2m2. Nụ có điều đầy đủ, nó bị che lại chứ gì đó. Nụ nhóc chân ồ chất lượng luôn, điều cây nha có chứ mà nó không có về nha, mà điều cây đây nó che lại, điều cây có ha, mà nó che bụng nó dài nữa, nó nở muôn chùm cái là đã đặt đặt luôn rồi. Rồi, chỉ tàn cái này là dán ngang nha cô chú chị, có đỡ luôn ha, cốt thẳng chỉ cần điều để nó có góc nở luôn. Đây là bự lắm nha, đây là 30 31 đi. Quanh đây chứ 31 trên đây thì nó đo hơi bị xéo thước, xéo thước thì 29. Rồi. Cái cũ góc cũ là 38 38 cây để nè, để có để luôn, chi tàn chân ngang ha. Dễ nở luôn. Dạ. Do chứ. Cái này đế đẹp. Ngày xưa cũng đẹp luôn. Một cốc thẳng. Rồi giá luôn cây số 46. Dạ, mà số 46 này còn lưu dưới của chúng chị là 4 triệu luôn ha. Còn bao ship 200 cây số luôn. Rồi, phải nói cây luôn. Nói cây luôn ha. Yeah. Rồi, theo nha của chúng chị. 47. Mà số 47. À, cũng tròn do ha. Thằng đã tha luôn. Ok luôn ha. Ồ, cho nó xấu vậy. Ở chú cao một mít chín ha. Cao mít chín. Dạ. Đủ nhóc cây ha. Quá trời đủ ha. Quá trời đủ luôn. Đủ đều. Rồi tới ngang 2m2 luôn. Đủ dày chất lượng luôn. Quá trời đủ luôn. Cao mít chín ngang 1m2 nha các chú chị. Đủ ok luôn ha. Đủ ok, chất lượng. Đủ đế luôn. Có đế để gãy đầy đủ. Điều điều. Nở nở. Một cốt thẳng. Em đo luôn. Chỉ cần điều. Cái này là 26 hoành. Rồi, hoành 26. Dạ, 26 hoành. Đế gãy. Đây nở nở, gãy là điều điều. Nhìn cây lực cây. Rồi, cái số 47 này con lô dưới của chúng chị là 4 triệu luôn nha. Nhờ phép đỡ cây của chú gì vậy? Đỡ cây luôn ha. Yeah. Rồi là cây số 48. 48 thấy màu gió đẹp lắm của chú bạn đang thấy. Đem đo trước luôn. Cây này nó ok lắm nha. Rồi chú cao 1m7 ha. Cao 1m7. Chút độ kẹo cho nghe cái gì vậy. Rồi tới ngang 2m1 luôn. Đây, bông đẹp ha. Đó. 2, 4, 6, 8, 9 cánh. Bông bự nha, bông cánh thẳng đều lắm nha. Bông ồ, đây nữa nè. Cái này chắc có chục cánh luôn á. Em ngắt thử cái này luôn. Rồi cũng hết thanh cánh nè. 2, 4, 6, 8, 10 cánh. Hiện tại đây là 9 cánh. Rồi, nụ nè. Nụ đây ha. Quá trời nụ luôn rồi. Ồ, dài dài. Nụ kẹo đó chứ bạn. Cánh 89 cánh xích không. Đẹp, chất lượng rồi, giáo về chất lượng rồi. Nhà không đứt luôn. Quá xe nụ rồi. Ồ, ồ. Nụ kẹo ok lắm nha cô chú. Quá ok luôn, đều can luôn. Hai cao chân xíu nha, có đế luôn. Đây một con thẳng. Số 48. Đế luôn nha. Đế đế này nè. Dạ. Gà ở dưới màn trồng, trên trồng này không có ai khác nha. Trồng phải sâu. Rồi, cho quanh luôn. Nghe này là 28 quanh quá. 27 quanh. 27, 27 rưỡi. Coi như 28 cũng được luôn, cái trang mí luôn. 28, mặt số 48 luôn. Rồi, giá luôn. Rồi, cho mặt số 48 này con lưu với cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi luôn ha. Được bao ship 200 cây số luôn. Rồi, phép đổi cây luôn. Rồi, đổi cây luôn ha. Yeah. Rồi, tiếp theo mặt số 49 nè.
T49. Dạ, số 49 nha cô chú anh chị. Rồi cho chiều cao luôn, đàn tròn đều nha cô chú anh chị. Cao 2 mét luôn. Tán ngang. Đủ quá trời. Đó, luôn. Tán ngang là khoảng 2 mét, đủ điều cây. 2 mét 3 nha cô chú anh chị. Ngày cái này đủ điều cây. Điều điều đó. Rồi, vô tôi hoạch luôn nha, góc luôn. 9. Có đế luôn nha cô chú anh chị. Còn một cốt và điều. Còn cho hoạch luôn. Còn tháng 25 hoạch. Rồi, dạ. Khoảng 25. Rồi, dư lưu giá luôn. Rồi, cho số 49 này dư lưu giống chương trình 4 triệu luôn ha. Bao ship 200 tỷ luôn, 200 cây số luôn. Còn sao thì luôn hiệu thương lượng với 30 nha của chương trình. Cây 49, 4 triệu. Dạ. Dạ. Rồi, phép nó cây ha cô chú các bạn. Con số 50 nha của chương trình. Cây này đàn hay bự nữa chứ. Đàn hay to. Rồi, cho đúng số luôn. Cây này bự. Đàn đều. 2 mét mấy. Rồi, cao là 2 mét 2 ha. Rồi, cao 2 mét 2. Đủ quá trời ha. To, vàng. Vàng ống ánh luôn. Để quay quay vòng cái thì coi ha. Đó. Đủ điều cây. Rồi, điều ghen ngang là 2 mét 7 nha, cô chú anh chị. Cái ngày 27. Dạ. Chiều cao là 2m2. Quá xa nụ luôn. Nụ cái chùm này thắng đủ rồi nè. Dàn thức luôn. Một cốt cho ngành điều. Để gốc nở luôn. Nở thôi là có dạ. Củ bù bự nè. Rồi cho hoành luôn. Như đây là 26 hoành nha cô chú chị. Rồi hoành 26. Rồi 26 hoành. Rồi giá luôn. Rồi các bạn số 50 là con Zalo với chú chị là 5 triệu luôn ha. Bao ship 200 cây số luôn. Rồi cây to bự. Dạ cái bỏ cây của chú mà. Rồi tiếp theo nha cô chú chị số 51 ha. Rồi cây 51. Dạ. Rồi đó các bạn em hay nghiêng nha cô chú chị. Như đây là nó không nghiêng. Dạ. Để có củ to. Đếm đo luôn. Rồi chiều cao 2 ha. Cao 2. Quá trời nụ ha. Nụ đều cây chứ. Rồi tán ngang là 2 mét luôn cô chú chị. Nụ đều cây chứ mà. Quá xa nụ. Đều quá trời. Lá nó bị lá che lại thôi chứ đó, nhóc chứ. Đây này cũng nhóc chứ luôn. Lá nó che lại. Rồi một cốt trên đều. Điều luôn gheo ha. Có đế luôn. Cái có củ to. Củ nó to nè, ra củ luôn nè. Bự. Không rễ nó ra nhánh luôn rồi, ra cây lên cây luôn rồi. Cái tử luôn. Điểm ra luôn. Ra cái bọc có bông luôn nha. Quỳnh tháng 25 hoành, cái vị trí này 25 hoành nha cô chú anh chị. Rồi hoành 25. Dưới đây bự. Dưới đây 29. Củ nó bự lắm, thầy khó đâu. Củ 30 ngoài. Rồi giá luôn. Rồi cái số 51 này con Zalo với chú chị là 4 triệu không ha. Bao ship 200 cây số luôn. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi con đổi cây luôn. Cái gì vậy? Rồi tiếp theo nha chú chị. 52. Số 52. Đàn quá trời kính mít luôn. Tròn do luôn, bự. Rồi. Đàn hay to hay bự luôn. Rồi, chiều cao là khoảng 1m8 ha. Nụ này ok điều chứ. Đấy, quay qua em. Ờ nụ nhóc. Quá xa nụ ha. Nụ vàng chất lượng luôn nè. Điều cây. Cái ngang này có 2m6 nha cô chú chị. Điều chứ, nụ điều chứ. Vàng chất lượng luôn. Vàng thông rất là đẹp luôn nha.
mà cốt thẳng có thế luôn, chi cành thấm trũng luôn, đòn cho quạnh luôn đó. Này cái chỗ ấy vị trí này là 26 hoành nha cô chú chị. Rồi hoành 26. Dạ 26 hoành. Rồi giá luôn. Trên 52. Dạ rồi cái mã số 52 này có giá lưu với cô chú chị là 5 triệu luôn ha. Còn bao ship 200 cây số luôn. Từ xa hữu lượng với ba em nha cô chú chị. Rồi phép đỡ cây. Dạ, không nói cây. Rồi tiếp luôn rồi. Cây số 53. Dạ các bạn quay hay nghiêng cô chú mà. Thêm đo cũng chưa cao. Đàn điều. Cao là 2m2 nha cô chú chị. Cả 2m2. Nụ cái này là ok lắm nha. Trời ơi nút nè. Trời ơi bạn đồ đủ ăn luôn á. Điều quá chứ. Quá trời cái nút. Rồi tới ngang này có 2m2 nha cô chú chị. Nút nụ gì đâu mà nó bự. Khứ, quá khứ. Ồ, dạch này lên coi đã gì luôn. Bành bành. 1, 2, 4, 6, 7 cánh. Nhỏ. Này chi tàn là có để chơi luôn ha. Để nở luôn. Dạ, có để luôn. Tàn chi... Để điều. Dạ, để nhiều lắm nha. Để chảy ngang ha. Chi tàn đóng kho phải chơi luôn. Rồi, cho hoành luôn. Cái nút nụ mặc đồ đồ ăn luôn. Bành bành không? Chứ này là 2... 29 hoành. Rồi hoành 29. 29 hoành. Rồi quay vòng giá luôn. Cây số 43. 53. 53 đúng không? 53. Rồi mà số 53 này con vô lưu dưới của chú chị là 4 triệu rưỡi luôn ha. Cái này rẻ lắm nha chú chị. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi đổi cây luôn. Luôn vậy. Cây 54. Rồi. Cây số 54 nha chú chị. Thằng thông không cao. Thằng thông. Cái này giá. Đàn kính. Cao lắm nha. Nhìn bự rồi cho chiều cao luôn 2m5 ha, cao 2m5 đạt kinh mít luôn. Một cốt chi cành điều rồi tới ngang là 2m4 luôn nha cô chú chị. Rồi ok đó chứ điều rồi mình cho hoành luôn. Rồi ok ba xe nụ cái này có để luôn nha cô chú chị, chi tàn đâu không phải chơi luôn ha, một cốc lót đọt luôn dán trực. Ôi cái lá nó nhánh thấp trụng cái trụng ở đây nó đế gì lắm luôn nha cô chú chị. Rồi đem đo hoành luôn. Vị trí này là 25 hoành. Rồi hoành 25. 25 hoành không, cái này đẹp lắm nha cô chú chị, đẹp ha. Rồi giá luôn vậy. Rồi cái mã số 50 Turbo 54 này cho lưu với chú chị là 4 triệu rưỡi luôn ha. Rồi con đổi cây luôn. Rồi, mã số. Cây đẹp quá. 55 cũng là cây 55. Cây nó dướng bên kia. Dướng ấy là cái này dướng. Rồi cũng là cây cuối cùng có clip hôm nay nha cô chú chị. Tàn thông ha, cây này rất là đẹp nha. Giờ mà mua về mà mình muốn bỏ đất thì cây này về sau có giá trị lắm nha cô chú chị. Chi đàn ngang ngang ha. Cốt rất tọt luôn, đứng luôn ha. Bông đẹp. Ôi, luôn không biết chơi luôn, bông là đẹp lắm nha. Rồi cho cái cho thông số đi, là chúc chú lại chú có cái bông bông rất đẹp. Chiều cao là 2m3 ha. 2m3 bông quá đẹp luôn trời ơi. Cánh này nè xích luôn, 2, 4, 6, 8 cánh trong đây cũng vậy luôn ha. Rồi tới ngày khoảng 2m6 nha cô chú anh chị. Tới ngày này có 2m6 á. Đây cái bông nè, 2, 4, 6, 8 cánh luôn. 7 cánh. Cái 8 cánh, cái 7 cánh. Trời ơi, cái nhánh nè. Siêu siêu chi chít luôn. Siêu nụ. Chi chít luôn cô chú anh chị ơi. Điều cây luôn. Nhánh này là đủ rồi. Đủ cái gì chứ. Còn bằng cái mấy ghép mini mà lại nó lạ luôn. Ít không. Bông cánh xích nữa nó nở cái gì thứ gì cho nổi trời. Điều cây luôn ha. Cái mặt quá. Nụ không quá trời nụ. Chị tàn không phải chơi luôn nha cô chú chị. Tấu hăng hơi cao chứ. Để nó cũng nở lực luôn, nở luôn. Còn một phân ha.
Cái mười. Chỉ cành đều một cốt. Để nở luôn, rễ đều đều. Có khăn quá, tắt á. Rồi, cho quạnh luôn. Như đây là 26 á, 26 quạnh. Ờ, quạnh 26. Dạ, 6 quạnh, chi tàn dăng ngang luôn. Một cốt, chỉ cành đều. Dạ. Đủ thì chi chích. Quá trời nụ luôn, mà bông đẹp luôn. Rồi, 7-8 cánh cho lên. Lưu với chú chị là 5 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Dạ rồi, với vậy. Rồi, con cũng cảm ơn chú chị mà đã bỏ thời gian coi cái video này các em nha, cũng chị. Thì em cũng cảm ơn chú chị mà đã ủng hộ mấy clip vừa qua ha. Thì số hỏi của ba Zalo em là 0987194909 ha. Thì chị Dường em là Phú Hưng, nó Phú cho Hành Hậu Giang luôn. Rồi, cũng cảm ơn chú chị mình luôn ha. Rồi, chào Di luôn. Rồi, chào với cô chú chị các bạn luôn ha. Trân trọng kính chào. Yeah.